Đẹp chứ Hùng ơi. Hả? Chắc chắn đấy nha. Đẹp mà Léo. Bon dia. Tudo bem? Yeah. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, tên là Điều. Ok, hello chào các bạn, tên là Sơn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đông Vlog Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có mặt tại nông trại số 4. Đấy, thì cũng hôm trước em mình cũng đã khánh thành chuồng gà các bạn, cũng như là đã liên hoan cho mọi người là một bữa tiệc là héo quay đấy các bạn. Cho nên là hôm nay là chuồng gà thì mọi người cũng đã làm xong rồi các bạn. Hôm nay anh em mình vào đây các bạn, vào đây cũng như là đem tốn vậy là gồ vào các bạn, đem tốn vậy là gồ vào để lát làm cửa đấy bạn, làm cửa cho chuồng gà, cũng như là anh em mình cũng đã mua gà đấy bạn, cũng đã mua gà vào để thả đấy. Chuồng thì mọi người đã làm xong rồi các bạn, nên cho nên hôm nay mình cũng đã mua gà các bạn, mua gà vào để thả để cho mọi người là có động lực các bạn, có động lực sau khi làm chuồng xong là sẽ có gà ngay cho mọi người để thả đấy các bạn. Giờ đây mà anh mới sẽ xuống đi nói mọi người đi mà Tèo ơi. Đấy, mọi người là làm xong chuồng các bạn, làm xong chuồng là mọi người xuống nhà kia đã làm khoái như này đây. Làm cỏ khoái đây, từ giác làm việc. Đẹp bà Tèo ơi, đẳng cấp luôn đấy nhỉ. Đấy, đẳng cấp luôn các bạn, rất chắc chắn luôn. À, qua đây thì mình cũng xin nói với các bạn là đây mình anh em mình cũng có đọc được một số bình luận đấy, là có những số bình luận là chặt, nó là mà chặt cái phá rừng đấy các bạn. Nhưng mà đây xung, các bạn quẹt nhìn này, xung quanh đấy là toàn là đấy, rừng cây các bạn, xung quanh đây toàn là rừng cây này. Những cái cây này là những cái không có giá trị các bạn, những cái cây không có giá trị thì mọi người cũng chỉ là để chặt để làm củi đấy các bạn, cũng chặt để làm củi thôi. Thì anh mình cũng là tận dụng chặt về để làm chuồng gà đấy các bạn, cho khoái tốt lụt luôn rồi. Vừa mấy hôm nay là tốt xanh luôn. Tudo bem? Obrigado. Yeah. Tudo falar já com alguém? Já tá bem. Cai já ganhinha já. Acabou agora. Yeah, tá bem. Mọi người vừa làm chuồng gà xong các bạn, vừa làm chuồng gà xong thì xuống đây làm cỏ khoái. Muito boa tarde, muito força, né? Tá bonito. Tá fez a bem, hã? Tá bom, dois na du, tá bem. Há tudo para, né? Yeah. Eu já levo aqui. Saba. Công ta bà đề ta là bà bọt ta. Công hồi dì ra yêu ra con bà ra kì. Gà đi nhỉ. Vài mê tê. Hả? Tôi đủ ba mù. Để bộ ta là bà. Hả? Nào mọi người lên các bạn. Nào mọi người lên để lặn được làm. Lặn được sẽ là làm cỏ khoái sau. Bây giờ lên là để thả gà cũng như là làm cái cười cho chú gà đó. Ta bình ba mù. Này. Làm chú gà sóng ngay lại sóng lên thì anh mình sẽ là mua gà các bạn. Mua gà vào là thả. Thả cho mọi người lên. Này. Hồi sáng nay mình đi lựa chọn những con to bạn, chỉ là chọn những con giống tốt, giống to để mua. Thì mới mua được 17 con thôi. Thì là với lại là giá gà và gà giờ nó đang cao quá các bạn. Thì là một con giờ là hơn 100 nghìn tiền Việt Nam. Thì là anh em mình chỉ mua từng này thôi. Còn lại là sau này dừng đóng tháng này, dừng đóng sẽ tiếp tục mua vào các bạn, mua vào để nhân rộng ở trang trại các bạn. Anh em mình mua có tổng là 18 con các bạn, 18 con mà hiện tại tính ra giá tiền Việt Nam là gần 2 triệu tiền Việt Nam này, 18 con. Eu já levar aqui. Sapa. Muito galinha. Muito galinha. Bonito. Muito. Tudo galinha aqui, grande. Eu já como galinha tudo grande. Tira sapa. Tira sapa. Tại vì không có bà vạn to đó bạn, không có vạn to nên là anh em mình phải lấy tâm tốn, lấy 2 tâm tốn này. Để tốn vào để là làm cái cửa bạn, làm cái cửa chỉnh cho nó. Đây gà thì hai tôi đùng lấy ba gà này, gà nhà đi. Đây là gà đi nhà. Đây gà. Tôi đùng phát là, ở kia tên quan tù. Tên. Ở kia, quan tù mì lì. Quan tù mì lì. Aqui. 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 Đấy, một con cá tổng như này 6 nghìn các bạn đấy. Một con cá tổng như này to nhất 6 nghìn đấy, toàn bộ con gà mái và con gà nào mà nhỏ nhất là 4 nghìn các bạn. Không là toàn là 4 nghìn rưỡi 5 nghìn đổ lên này. Gà giờ nói gà bây giờ giá rất cao các bạn, cho nên anh em mình mới lựa chọn được những con gà to, gà khỏe, gà đẹp nhất các bạn để đem vào đấy. Hả? Tôi đủ vài tiền đã ăn đi hả? Đấy. À, anh em mình hồi sáng như tuyển chọn được là
18 con này các bạn, đi gà hái chơi đấy, hái chơi mua được 18 con. Là gà to gà khỏe. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi kì. Thì hôm nay em mình thả các bạn, thả là sẽ chưa cắt cạnh đâu. Thử trả xem nó như thế nào đấy. Nếu mà nó bay được ra ngoài rồi, nếu cái hàng rào này anh em mình đã rào như thế này mà. Này hàng rào anh mình rào cao rồi bạn. Nếu mà nó bay được ra ngoài các bạn, nó bay được ra ngoài thì anh mình sẽ cắt cạnh sau. Để hôm qua hôm kia thì anh em mình cũng đã nói mọi người bạn, nói mọi người là nẹp như thế này nó mới chắc các bạn, nẹp như thế này đấy. Cái này nẹp vào cái kia đấy nó mới chắc. Chắc chắn luôn. Đây, anh em mình ra tuyển, toàn tuyển những con gà trống như thế này các bạn. Gà trống to. Này. À cái sét. Sét mili. Sét mili. À cái quạt đù đi nhẹ tụt. Con này 4.000 rưỡi một con bạn. Này. Này, những con nào mà nhỏ nhất ở trong bay này là 4.000 các bạn. Con này là 4. Min tụt đi nhẹ được. Min tụt đi nhẹ được. À cái quạt đù này. À cái quạt đù. Này, những con. Này. À cái can sa đù. Anh ba sa cái mũi tụa ca mình nhỉ. À là can sa đù ha. Đấy, đặt nó khỏe các bạn. Đấy. Đẹp chưa? 6.000 hiện tại giờ tính đã là 638. 18.000 bởi lại là 140.000 con gà này. 140.000 tiền Việt Nam các bạn. Nặng nó đấy đi. Đẹp hay. Wow. Đau chân. Buộc đau chân. Đẹp chứ, gà trống đẹp không? Tuyển chọn những gà như này các bạn, anh em mình lên này. Mình thì mà téo với em đi nhu về gà bí là bốn anh em nó đi cả buổi sáng ngoài trời đó bạn, nó tuyển những gà đẹp nhất, khỏe to khỏe là anh em mình mua. Những con nào mà bẻ mà lông lù xù là anh em mình không mua các bạn. Ôi trời, gà béo quá này, những con gà bại các bạn ơi. Wow, đây là hệ cho chuồng như này các bạn. Đây là hệ thống mà anh em mình cũng đã nói mọi người là rao lại thế này đấy, gà chỉ là xuống đấy uống nước luôn các bạn, xuống đấy uống nước luôn chứ không phải là bỏ nước vào cho gà uống. Đấy, uống ngay luôn. Đấy. Đấy. Tiramisu đi. Vài tiramisu. Đấy, gà khi nào nước có không ạ? Không sợ quên được các bạn. Đấy. Ăn xong nó xuống đấy uống được. Đấy, khi nào mà có ngán, có vịt này, mình sẽ mua vào đây, nó sẽ tặng vào đây các bạn. Tặng như là nhỏ sẽ lên lên đây nó đẻ, trứng nở đến đây. Ở cái nó phù dư đi mà gà bì. Hả? Nào đi. Nó có tay lì ní. Hả? Nó có ta ní. Để bôi xíu có ta. Hả? Đây, sẽ không quá được đâu các bạn nhỉ. Không quá được đâu. Nó bị cáo thế này đi. Gà nó thường thường nó không bay đâu. Mút tù bù ni tù. In you. Quay. Cái này khốn không? Bởi như là kêu là lúc chỉ cỏ hết. Gà trống đẹp cũng dùng kìa. Hai gà trống, anh có hai gà trống nhiều cũng kiểu giống nhau đấy. Đây, con này đẹp này. Con này này. Con này cũng 6.000 luôn. Ê, tôi đủ igual đi. Mình xếp mì đi. Xếp mì. Đấy. Ê, rồi, hai con này không được rồi, giờ đây. Cái này mà đéo ơi, cho phân thẳng bài luôn. Cho phân thẳng bài luôn mà đéo ơi. Này phải có một con thằng này ăn đi mà đã này. Giờ mình mà cậm nó sáu thả nó cũng đã à. Cho nên nó cho nó phấn thu thằng bài luôn. Này, ai thằng thì sẽ là làm vú ở cái đất này. Này chiu. Tổng 19 con bạn ạ. Tổng 19 con. Đấy, ta bơi đi. Ê, lần đâu. Con này thua rồi, con này thua rồi. Đấy. Ăn tờ là ba bọt tông đi, để bôi tờ là ba bọt tông. Phết xà. Đẹp nhỉ. Hả? Đẳng cấp. Cửa này mình cũng đã đó rồi này. Không mua được cái vạn to cho nên anh mình phải đem tốn vào các bạn. Cũng như là lần này mình sẽ là động qué chẹo nhau đấy. Sẽ động tốn lên các bạn. Động tốn lên làm cái cửa đoạn này. Tao bây, ăn tờ là ba bọt tông đi. Hả? Tao bây. Mấy hôm trước mới là ăn heo quay, ăn heo quay cho anh em mình gọi là mình là mọi người là đấy, giờ là giúp mình là chặt quế đấy, chặt quế là đẹp đến nẹp dễ các bạn, cũng như là chỗ nào mà nó có lô to thì là chặt những cái nhỏ các bạn, chặt những cái nhỏ thôi.
cho nó khít lại các bạn. Đấy, thì mọi người đã làm hoàn thiện rồi. Hôm nay là hoàn thiện cái chuồng chăn nuôi rồi các bạn. Đấy, gà vô là ở trong ngon lành. Đấy, ăn nó đi uống được, cứ đẻ là đẻ lên trên chuồng, đẻ giống được ra ngoài các bạn. Sau một lúc thì anh em mình cũng đã làm xong cái cửa đây các bạn. Đấy. Tại vì là bên này các bạn, bên này cái ván bạch đan người ta cưới dày lắm này, nhưng mà không có một miệng to như thế này đâu này, cho nên là anh em mình không mua. Anh em mình lấy tấm tôn này vào các bạn, lấy tấm tôn này vào cũng như động nẹp que ngoài que trong như thế này đấy, để nó nhẹ đấy các bạn này. Anh em mình cũng đã mua ban lê này cho mọi người, là mở vào cho nó nhẹ các bạn này. Em rú luôn hả tao bênh đi, em rú luôn các bạn này. Đấy, nhức cười từ đầu luôn đấy. Tao bênh đây, áo đặt tới ba phê sàn ý. Nếu làm cái khóa đây rồi các bạn, làm cái khóa đây là ok luôn. Đây, hả? Đây, mình cũng đặt đó rồi. Đây, bê cả, ai vừa đặt bê cả, bê cả, đi đây tù, bê cả gì? Đây, giờ làm cái khóa này là xong các bạn. Đấy, phớt rồi, tao bê, hả? Đây, ok các bạn, này. Hả? Âm. Hả? Thế là màu. Như cái điện tử luôn. Như cái điện tử này. Nhẹ nhàng các bạn, nhẹ nhàng. Này, nhẹ nhàng mà chắc chắn lắm. Này, anh mình làm hai lớp tốn. Hai lớp tốn các bạn. Lớp ngoài, lớp trong ấy. Chắc chắn luôn. Hả? Bù đi thôi. Này, ga cho là khỏe đấy các bạn. Ga cho bắt đầu là... Bắt đầu đi tìm mãi rồi. Hả? Cửa đấy khỏi làm. Cửa đấy có cửa này thôi khỏi làm các bạn. Cửa đấy mình để vô nó. Vào đi ra không phải làm. Anh em mình cũng đem ván vào đây các bạn, đem ván vào đây định làm thôi. Ha, tôi đủ a có ra ra vai xe cả ha. Tôi đủ vai tôi là ba cái capi ha, capi bơ ta ta. Đây, đẹp đây. Đẳng cấp ấy. Đây, ga xuống cái chuột bạn, vậy chuột luôn, bới phấn này. Tìm phấn ăn vậy. Hai ga trọng 17 em mày. Hai em trọng trụ được không dùng? Matteo. Dạ. Aki. Đây safety ni. Galinha. Galinha. Doi galo, tá bom? Tá bom. Que galo no cansado? Não. Hã? Trabalho muito. Mình hỏi con cá hái cá trọng trụ được con cá mãi này các bạn. Matteo nó kêu trụ được các bạn. Matteo bảo là trụ được. Tá bom đi. Nó mát xuống nó tên lùng lem đi. Não, nó tên lùng lem đi. Này, trụ được. Muito. De boa com a mamãe que. Galinha. Com a mamãe. Galo, hả? Cảm ơn mai ung đôi galo, ta bông. Ai có ra tình đôi ta bông? Dạ, galo. Hả? Ta bây. Dạ, tôi đủ vai tôi đoạn kể, cặp pi ní. Này, ok các bạn. Như vậy là hôm nay cũng đã hoàn thành cái chuồng gà bạn. Hùng hoàn thành cái chuồng gà chăn nuôi. Này, cũng như là mua gà vào rồi bạn. Cũng như mua gà đây là làm cửa thôi. Này, cửa là cũng là làm rất ok rồi. Thôi đấy, hả? Ta bây. Cứ làm là chột trước đàng hoàng các bạn. Đây anh mình cũng mua bàn lê vào để làm cái cửa ga trống các bạn. Nhưng mà anh em mình nghĩ là không cần nữa, thôi anh em mình không làm. Này, hôm sau mà ấy cần thiết thì làm. Bây giờ là anh em mình cũng đã mua sàn đấy rồi mà. Anh em mình nghĩ là cửa đấy không cần làm, làm cái cửa này được rồi. Tại vì đằng nào cũng thả nó ngoài này mà. Ta bây. Hả? À nó tụi vào tao copy đi. Thì ok các bạn. Như đầu video anh mình cũng đã nói đấy. Như hôm nay là anh em mình vào đấy cũng như là mua gà vào các bạn, mua vào trong nông trại số 4 các bạn để nhân rộng này, cũng như là hiện tại gà giờ đang đắt của anh em mình cũng mới mua được có 19 con thôi này, còn lại là sau này dừng đóng sáng thì tiếp tục mua vào để nhân rộng các bạn, thì anh em mình sẽ đợi dừng đóng sáng và mua tiếp các bạn. Thì bây giờ là để mọi người tiếp tục công việc là làm cỏ các bạn. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay ý nghĩa, hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đồng Bolo Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn đến miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah. Đi nhiều ơi, quá đã yêu lại, là vào màu.